Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đắp mặt bằng xương chốn linh nhâm làm sao cho có hiệu quả nhất, và hướng dẫn một số bạn lần đầu sử dụng xương chốn linh nhâm bên mình. Trước khi đắp mặt thì các bạn cần tẩy trang thật sạch các bụi bẩn và lớp trang điểm mà ban ngày chúng ta đã sử dụng. Các bạn lên đắp mặt vào buổi tối, da lúc đó chúng ta đã được nghỉ ngơi, hấp thu dưỡng chất sẽ được tốt hơn. Sau đó, chúng ta lấy một lượng xương chúa vừa đủ. Đối với những bạn lần đầu sử dụng sữa ong chúa linh nhâm, do da của các bạn chưa quen với sữa ong chúa, nên chúng ta lên lấy một lượng vừa đủ và chúng ta bôi một lớp thật là mỏng lên trên da mặt. Các bạn lên chúng ta bôi một lớp thật là mỏng thôi. Chúng ta bôi đều trên bề mặt da. Do da mặt của mình đã sử dụng quen với sữa ong chúa rồi nên sẽ không có bất kỳ một hiện tượng gì cả. Còn đối với những bạn mà sử dụng lần đầu sẽ có một số hiện tượng như ngứa, rát và hơi đỏ mặt, hơi ửng mặt. Vậy khi chúng ta sử dụng lần đầu mà chúng ta gặp những trường hợp như thế thì các bạn sẽ làm như thế nào? Lúc đó chúng ta chỉ cần làm ướt tay bằng nước, sau đó chúng ta vẩy bớt lượng nước ở trên tay đi, và các bạn dùng tay đã nhúng nước các bạn vỗ nhẹ lên trên da mặt. Chúng ta có những hiện tượng đó là do da mặt của các bạn chưa quen với sữa ong chúa, mà sữa ong chúa có rất nhiều chất dinh dưỡng nên sẽ có hiện tượng rát và ngứa. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm ướt tay và làm loãng lớp sữa ong chúa ở trên mặt là các hiện tượng đấy hoàn toàn biến mất. Sau khi chúng ta vỗ nhẹ nước lên trên mặt, da mặt cảm thấy thoải mái và dễ chịu, không còn có hiện tượng ngứa và rát. Lúc này các bạn có thể làm các động tác massage thật nhẹ nhàng. Và chúng ta lưu ý, khi massage chúng ta lên hướng lên phía trên, vuốt da lên phía trên để các cơ mặt không bị chảy xệ. Sau khi chúng ta massage xong thì chúng ta có thể để sữa ong chúa trên mặt tầm 30 đến 40 phút. Sau thời gian đó thì chúng ta rửa mặt sạch bằng nước sạch. Các bạn lưu ý là chúng ta cần rửa thật sạch sữa ong chúa ở trên da. Và đối với các hiện tượng rát, đỏ và ửng da thì chỉ tầm từ 3 đến 5 lần sau khi sử dụng sữa ong chúa, các hiện tượng đấy sẽ hoàn toàn biến mất. Do da của các bạn đã quen với sữa ong chúa rồi thì các hiện tượng như thế sẽ không còn nữa. Chúc các bạn thành công và có một làn da đẹp khi sử dụng sữa ong chúa linh nhâm bên mình.